Đó. Trời ơi. Kìa, hiêu quay trên đầu nè. Quay trên đầu nó thấy nè, quay trên đầu kìa, nó hút lên kìa. Thấy nước hút lên rõ ràng luôn. Kìa, gió mấy cái đầu kìa. Hút lên kìa. Kìa, mà giờ mới trên đầu đó. Trên đầu nước nó lên luôn. Nó sẽ lên, nó sẽ điện thoại mày lên. Quay trực tiếp á. Không lại. Thôi cha xanh mẹ đẻ mới thấy rõ ràng cái này. Tụi cha xanh mẹ đẻ rồi. Tới xa không hả? Cái khu vực nghe đây là đâu ta? Kinh Đương An. Thành phố à? Thành phố. Ở đó mày quay gì thấy chưa kìa? Mày nổ nha. Mày nổ nha. Ngoài đó có nửa tiếng, ngoài kia mấy vô đây nè. Được rồi, lên. Ông ấy hút mà, nguyên cái sống cái dầu nữa đâu. Sống cái dầu hút nước, nước lên kìa. Dầm nước lên nè, thấy nước chưa? Con, quay cho bà con. Cái nước nó sấy lên rõ ràng luôn. Trời ơi. Kìa, hiêu quay trên đầu nè. Quay trên đầu nó thấy kìa, quay trên đầu kìa, nó hút lên kìa. Thấy nước nó hút lên rõ ràng luôn. Kìa, gió mấy cái đầu kìa. Hút lên kìa. Hút nước lên kìa. Kìa, mà gió mấy cái đầu á. Trên đầu nước nó lên luôn. Bắt đầu sáng lên, bắt đầu sáng hết chết hết, đáp điện thoại mày lên. Quay trực tiếp á. Không lại. Thôi cha xanh mẹ đẻ mới thấy rõ ràng cái này. Tụi cha xanh mẹ đẻ rồi. Tới xa không hả? Ở cái khu vực nghe đây là đâu ta? Kinh Đương An phải không? Kinh Đương An. Thành phố à? Thành phố. Ở đó mày quay gì em thấy chưa kìa? Mày nổ nha. Thả lại ngoài đó có nửa tiếng, ngoài kia mấy vô đây nè. Được rồi, lên. Ông ấy hút mà nguyên cái sống cái dầu nữa đâu. Sống cái dầu hút nước, nước lên kìa. Thấy nước chưa con, quay cho bà con. Kìa, hiêu quay trên đầu nè. Quay trên đầu nó thấy kìa, quay trên đầu kìa, nó hút lên kìa. Thấy nước hút lên rõ ràng luôn. Kìa, gió mấy cái đầu kìa. Hút lên kìa. Kìa, mà gió mấy cái đầu á. Trên đầu nước nó lên luôn. Bắt đầu sáng lên, bắt đầu sáng hết chết hết, đáp điện thoại mày lên. Quay trực tiếp á. Không lại. Thôi cha xanh mẹ đẻ mới thấy rõ ràng cái này. Tụi cha xanh mẹ đẻ rồi. Tới xa không hả? Cái khu vực nghe đây là đâu ta? Kinh Đương An phải không? Kinh Đương An. Thành phố à? Thành phố. Ở đó mày quay gì thấy chưa kìa? Mày nổ nha. Thả lại ngoài đó có nửa tiếng, ngoài kia mấy vô đây nè. Được rồi, lên. Ông ấy hút mà nguyên cái sống cái dầu nữa đâu. Đó, sống cái dầu hút nước, nước lên kìa. Dầm nước lên kìa. Thấy nước chưa con, quay cho bà con. Nước nó lên kìa. Nãy đây nhỏ xíu mà. Nước nó dâng lên kìa. Rồi cho đó dội nữa kìa. Ờ đó dội đây dội. Chỉ đừng làm thảo sạc. Lâu lâu không? Người làm dội nữa kìa. Ai dội luôn kìa, đừng có kìa. Không, hết trời. Không đem kìa, đi dội nữa đâu. Dội đằng đó, đằng đó, đằng đó. Nước nó lên kìa. Nước nó lên kìa. Nước nó lên kìa. Hút lên kìa kìa, thấy rõ ràng luôn á. Quá rồi. Lại đây nè. Nước hút lên kìa. Quay cái đằng này với ngay nè. Trời rõ ràng không? Thấy ra. Thấy nước nó chảy bơ. Ở chỗ này mình không thấy đâu, chỗ này mới thấy nè. Nhưng mà không phải là nó hút nước này đâu, nó hút nước ở dưới đó nào. Chứ không phải là hút nước này đâu. Thấy nước nó lên đâu.